biệt ông Níu. Chúng tôi sắp có em bé. Chúng ta sắp bước vào hành trình đặc biệt trong cuộc đời. Chiếc phiêu lưu đưa chúng ta đi khắp thế giới. Chúng ta sẽ nghe nhiều câu chuyện và nói về những ý tưởng mà bạn không thể quên. Hãy xem chúng tôi như người hướng dẫn du lịch. Dọc đường đi chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những địa điểm đáng để dừng chân và chiêm ngưỡng. Trong 12 buổi Alpha, chúng ta sẽ bàn luận về những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống. Chúng tôi khích lệ bạn suy nghĩ về vấn đề niềm tin của mình và xem thử mình tin điều gì nên một số điều liên quan tới đức tin. Đây không phải là một bài giảng, nên không phải lúc nào Ben và tôi cũng sẽ nói. Thay vào đó, trong buổi Alpha, các bạn sẽ trò chuyện trong các chấm nhỏ, hầu như gì các bạn muốn. Xin giới thiệu, tôi tên là Ben, còn đây là Jason. Chúng tôi chào mừng bạn đến với Alpha. Ngày nay, tuổi thọ trung bình của con người là 80. Nhưng chúng ta định làm gì trong 80 năm sống trên đất? Đúng, thế bạn sống từng ấy năm để làm gì? Hơn nữa, có mục đích nào cho bạn không? Alpha sẽ xoay quanh những câu hỏi lớn nhất của cuộc sống. Có thể hay lạ khi nói về chủ đề cuộc sống, nhưng đó là điều chúng ta sẽ nói đến. Ngày nào chúng ta cũng thức dậy, mặc quần áo, ăn sáng, có lẽ là bánh mì chẳng hạn. Rồi chúng ta đến trường, ngồi học, làm bài tập, hoặc nói chuyện với bạn bè. Chúng ta về nhà, lên giường và hôm sau lại giống như vậy. Đại loại là thế. Câu hỏi khó thế. Tôi không biết. Chắc là nhảy bungee. Vài việc điên rồ. Như nhảy từ vách đá xuống nước. Nhảy dù, chèo thuyền cây ra. Lên chiếc máy bay phản lực bay thẳng tới New Zealand. Tôi nghĩ tôi sẽ chơi nhảy dù. Wow, tôi chơi về nhà cụ. Nên tôi nghĩ tôi sẽ chơi một show chưa từng có. Tôi muốn thẳng đến sân trượt băng rồi ra bãi biển. Tôi sẽ đến, chắc chắn đến nước Úc. Đúng, tôi muốn đi Úc. Tôi không biết nữa. Chắc đi chơi với mọi người, với gia đình tôi và dành thời gian cho họ. Tôi sẽ cố gắng đi thăm nơi mình luôn muốn đến. Tôi sẽ tụ tập bạn bè và chơi nhạc với họ. Tôi sẽ dành rất nhiều thời gian cho gia đình mình. Tôi sẽ dành hết tiền để đi mua sắm. Đến spa nè, và nhiều thứ hay ho đại loại là như thế. Nếu chỉ còn 24 giờ nữa đi sống, tôi không dọn phòng, rửa xe hay làm bài tập. Nhưng tôi sẽ đặt ra cho bản thân những câu hỏi quan trọng: đức tin, tình yêu thương và sự vĩnh cửu. Trong chương trình Alpha, chúng ta sẽ trò chuyện cởi mở với nhau về Chúa và về cuộc sống. Chúng tôi sẽ nhìn từ quan điểm Cơ Đốc. Tôi biết khi nhắc đến Cơ Đốc giáo có nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng không sao cả. Tôi nhớ hồi trung học, người bạn nói với tôi, tin Chúa là ngớ ngẩn chưa từng thấy. Như nói với tôi tin ông già Noel hay thổ phục sinh vậy. Có lẽ bạn còn cho rằng Cơ Đốc giáo thật nhàm chán. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ toàn là tụ tập những người già, hát bài hát xưa, uống trà đàm đạo và trích dẫn từ một cuốn sách cũ kỹ. Khó khăn nhất đối với tôi không vì Cơ Đốc giáo tẻ nhạt, vì tôi không hiểu sẽ tác động thế nào đến với cuộc đời của mình. Năm lớp 8, tôi trải qua thời điểm rất khó khăn. Ở trường thì bạn bè không ai thích mình. Ở nhà không ai hiểu mình. Mọi việc tôi thường cãi nhau với cha mẹ. Một lần tôi đang khó chịu, không hiểu vì điều gì. Cha tôi muốn giúp, ông đưa quyển Kinh Thánh và nói tôi đọc. Khi ông đưa cho tôi cầm và ném xuống đất. Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy. Lúc đó tôi nghĩ chẳng giúp được gì cho mình. Có thể bạn chưa từng trong tình huống này trước đây. Nhưng chúng ta cùng tự hỏi mình rằng, có đáng để dành thời gian cho Chúa không? Alpha có thể là lần đầu tiên bạn nói về những chuyện kiểu thế này. Ngày nay ai cũng biết là không nên nói về niềm tin cá nhân. Chúng ta dành vài phút để thảo luận lý do tại sao lại như vậy nhé. Vì người ta phân loại mọi thứ, ranh giới tôn giáo thế này, niềm tin là thế kia. Chúng ta nói về vấn đề này thì rất là riêng tư,
không nên đề cập đến, càng không nên chỉ trích. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi không thấy ngại, bởi vì tôi xuất thân từ Thiên Chúa giáo. Có lẽ người ta phản đối tôn giáo nên họ không muốn nói tới. Tôi không tin vào tôn giáo nào cả, tôi không sợ khi nói điều đó, bởi vì đó là niềm tin của tôi và tôi nghĩ mọi người nên như thế. Đó là điều khiến người ta rất đam mê, đúng không? Nếu tôi đến với bạn và hỏi bạn để có thể chứng minh toàn bộ tư tưởng của mình, mọi thứ có vẻ sẽ nóng lên một chút. Tôi nghĩ người ta sợ bị tẩy chay. Yeah, tôi nghĩ tôn giáo là vấn đề lớn nhất. Người ta không muốn dùng lời lẽ công kích nhau, hoặc nghĩ người ta bất đồng quan điểm với mình. Hãy giữ riêng mình, tôi muốn nói vậy thôi. Trọng tâm niềm tin Cơ Đốc, một người tên là Giê-xu. Ngài không sợ nói đến vấn đề mà người khác tránh né. Đức Chúa Giê-xu từng nói những điều lạ lùng chưa từng thấy. Giăng 14 câu 6, Ngài nói: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống." Tuyên bố này gây tranh cãi khi Ngài nói ra, và đến bây giờ vẫn gây tranh cãi. Tôi muốn phân tích câu nói này xem Đức Chúa Giê-xu muốn nói gì. Đức Chúa Giê-xu nói: "Ta là đường đi." Một người nói mình là đường đi có nghĩa là gì? Đường đi tới đâu? Một người tên là David, anh sống cuộc đời phi thường. Khi chia sẻ giúp tôi hiểu tại sao Đức Chúa Giê-xu là đường đi. Lúc tôi còn nhỏ, khoảng 12 tuổi, mẹ tôi bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng và bà phải nằm viện trong một thời gian khá dài, còn cha tôi thì nghiện rượu. Tôi có hai anh em trai, chúng tôi bị bỏ mặc và tự sống bằng nhiều cách khác nhau. Tối khi tôi đi ngủ, lúc 12 tuổi, mẹ cố tự tử. Cha tôi uống rượu ngoài đường và tôi nhớ mình nói trong nước mắt: "Chúa ơi, nếu Chúa có thật thì con rất ghét Ngài. Tôi ghét và giận Chúa, lòng tôi oán hận cay đắng." Những ký ức hằn sâu trong tôi và tôi quyết định rằng tuổi thơ đó sẽ không thành cuộc đời tôi. Lúc tuổi 18, tôi quyết tâm trở thành triệu phú ở tuổi 30. Tôi có tham vọng muốn trở thành triệu phú tuổi 30 vào ban ngày, còn ban đêm thì tụ tập với bọn nghiện ngập. Tôi tiêm chích và bán ma túy, tôi làm mọi việc để duy trì cuộc sống đó. Tôi đã thực hiện ước muốn trở thành triệu phú của mình. Tôi đi bất kỳ nơi nào tôi đi, bất kỳ lúc nào mình muốn. Tôi có nhiều tiền hơn tôi trông đợi, nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Và nhận ra trong tôi vẫn còn một khoảng trống, một hố đen sâu thẳm. Tôi bị động kinh và không hiểu sao tôi lên cơn thường xuyên hơn. Lúc đó trong nhà tôi có một người giúp việc. Tên bà là Bonnie, một phụ nữ rất tốt bụng và là người tin Chúa. Bà Bonnie nhìn thấy tôi sau một lần lên cơn. Bà gọi cho vợ tôi và nói rằng Chúa sai bà đến để cầu nguyện cho tôi. Tôi nói: "Tôi biết không có gì thay đổi được đâu. Tôi mến bà Bonnie à." Và bà cầu nguyện cho tôi. Và khi bà cầu nguyện, tôi khóc không hiểu tại sao tôi khóc. Khi Bonnie ra về, chúng tôi cảm ơn bà đã ghé qua. Hôm sau tôi gặp người bạn cùng hội thánh với Bonnie. Tôi hỏi: "Ngày mai đến nhà thờ không?" "Có chứ." "Vậy tôi đi cùng được không?" "Được chứ." Anh ta vui cùng đi với tôi. Sáng hôm sau thì chúng tôi cùng nhau đến nhà thờ. Khi tiếng nhạc nhà thờ nổi lên, tôi bỗng bật khóc. Tôi không hiểu, nhưng tôi cứ khóc và không kiểm soát được chính mình. Tôi cố ngừng khóc, nhưng sao nước mắt cứ chảy trên gương mặt tôi. Và giây phút đó, lần đầu tôi cảm thấy tình yêu thật sự của Chúa dành cho mình. Sự thật là Ngài yêu tôi chưa bao giờ làm cho tôi sững sờ đến như vậy. Chắc bạn đã từng nghe đến bài nhạc Queen. Họ nổi tiếng với những bài hát như We Will Rock You, But Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, Flash, Under Pressure, Don't Stop Me Now, We Are Champions, The Bicycle. Ben, mình biết anh thích là nhạc rock mà. Anh chàng này hâm mộ Queen. Dù sao nhóm trưởng của Can't Stop Loving You, nhóm trưởng mà nhạc Queen, Freddie Mercury là tên nổi tiếng trong nhạc. Dù thu nhập hàng triệu đô la, có hàng triệu người hâm mộ, nhưng anh không hạnh phúc. Phỏng vấn không lâu trước khi chết, anh nói mình cô độc. Anh nói: "Bạn có thể có mọi thứ trên thế giới mà vẫn là người cô đơn nhất. Đó thực sự là nỗi cô đơn ghê người. Sự thành công khiến tôi trở thành thần tượng trên toàn thế giới và thu nhập được hàng triệu đô la, nhưng lại không cho tôi được điều duy nhất mà tôi cần. Chính là mối quan hệ yêu thương gắn bó dài lâu.
Khi Đức Giê-xu nói ta là đường đi, nghĩa là Ngài đang trả lời cho nhu cầu đó. Ngài nói ta là đường đi đến mối quan hệ yêu thương gắn bó với Đức Chúa Trời. Bạn hay nghe người ta nói họ biết điều gì là sự thật, nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai khẳng định mình là chân lý cả. Đức Chúa Giê-xu nói ta là chân lý. Tôi muốn làm rõ từ chân lý, ý nghĩa khác nhau với từng người. Ai đó có thể nói điều này đúng với cậu, tôi thì không tin. Điều này nghe có vẻ đúng, nhưng thật ra là sai. Nếu chúng ta nói về sự thật, nếu điều đó là đúng, chẳng phải nó sẽ đúng với mọi người sao? Và nếu không đúng, thì cũng không đúng với mọi người sao? Hãy tưởng tượng mình đang đứng ở rìa một vách đá, và ai đó nói tôi tin là tôi bay được, tôi sẽ nhảy xuống. Bạn sẽ không nói điều này đúng với cậu, nhưng tôi thì không tin như vậy. Không, bạn sẽ hét to đừng nhảy, cậu điên rồi. Dù bạn có tin có hay không thì trọng lực vẫn tồn tại và ở đó. Khi nói đến sứ điệp Cơ Đốc giáo, chúng tôi đâu có nói đến một điều gì đó chỉ đúng cho một nhóm người đặc biệt. Tác giả biên niên sử Narnia là C.S. Lewis nói điều này như sau: Cơ Đốc giáo là lời tuyên bố mà nếu sai thì không gì quan trọng, còn đúng thì cực kỳ quan trọng, không phải chỉ là hơi quan trọng mà thôi. Có nhiều điều trong thế giới được hình thành bởi những người tin Chúa Giê-xu thật sự là chân lý. Nhiều người nói khoa học và đức tin không thể dung hòa. Nhưng theo lịch sử, nhiều nhân vật nổi tiếng nhất trong khoa học là Cơ Đốc nhân: Galileo và Copernic, Newton và Mendel. Cá nhân tôi được truyền cảm hứng bởi Fergus Quillen, giám đốc dự án nghiên cứu hệ gen loài người, một dự án mở đường cho phát hiện khoa học về ADN. Ông là một trong những nhà di truyền học uy tín trên thế giới. Một trong cuốn sách, Quillen chia sẻ về cách ông tin Chúa mà không thu hẹp trí tuệ của mình. Nhiều người nói không tri thức nào tin Đức Chúa Giê-xu, nhưng lịch sử chịu ảnh hưởng từ những con người lỗi lạc. Họ tin và tiếp tục tin rằng khoa học và đức tin bổ sung cho nhau. Khi Đức Chúa Giê-xu nói Ngài là chân lý, Ngài không chỉ nói về một vấn đề tri thức, nghĩa là chúng ta cần biết điều gì đó, không chỉ tâm trí nhưng mà còn bằng tấm lòng nữa. Biết thông tin và quen biết ai đó là hai điều rất khác nhau. Như tôi biết rất nhiều về Oprah vì Jason nói nhiều về cô ấy. Lấy ví ra đi. Tôi và bên tại cô hôm nay mình đã thấy hình này vài lần rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Tấm hình đẹp mà. Tôi sẽ nhận ra Oprah ngay trên đường, nhưng cô ấy sẽ không nhận ra tôi. Biết về ai đó và thật sự quen họ là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong Đức Chúa Giê-xu, chúng ta khám phá ra rằng chân lý không chỉ là một hệ tư tưởng, nhưng là một con người mà bạn có thể biết. Cơ Đốc giáo không phải học thuộc nhiều luật lệ, mà là biết Đức Chúa Trời cách cá nhân qua Đức Chúa Giê-xu. Nếu tôi có thể hỏi Chúa một điều. Tại sao Chúa chọn đặt mọi điều dựa trên đức tin? Chắc tôi sẽ chỉ hỏi tại sao. Chắc tôi sẽ hỏi mọi thứ sinh ra để làm gì. Tại sao có khủng bố? Điều gì xảy ra sau khi chết? Điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết? Chỉ là những điều tôi tranh chiến trong cuộc đời của mình. Có thể chỉ lời Ngài đã làm sao để vượt qua được điều đó. Tôi phải làm gì tiếp theo? Tại sao Ngài thích được người ta tôn vinh vậy? Cái gì đang diễn ra vậy? Điều gì xảy ra sau khi tôi chết? Tại sao Chúa không cho chúng ta thấy Ngài? Tôi rất thích tìm hiểu thế giới tâm linh, trong số đó là sau khi chết. Tại sao trên thế giới lại có quá nhiều nhược điểm? Tôi sẽ hỏi xin Ngài nói thật, trái đất có thật vậy không? Có phải chỉ trái đất mới có sự sống không? Đức Chúa Giê-xu nói rằng ta là sự sống. Bây giờ có thể bạn đang tồn tại nhưng không thật sự đang sống. Khi học trung học, tôi luôn cố gắng tìm cuộc sống trọn vẹn hơn. Tôi nghĩ khi lấy bằng lái xe, tôi được tự do và hạnh phúc. Tôi lấy bằng, nhưng rồi cuộc đời tôi cũng không thay đổi như tôi nghĩ. Tôi lại nghĩ tốt nghiệp trung học, tôi sẽ thật sự hạnh phúc. Và tốt nghiệp cũng vui đấy, nhưng tôi không thấy thỏa mãn. Và tôi nghĩ mình biết mình cần gì rồi. Phải có bạn gái, chính xác là thế rồi. Và rồi tôi có bạn gái, rồi cô nữa, lại cô nữa. Nhưng tôi nhận ra rằng lòng mình vẫn cứ đói khát. Tôi có mọi thứ mình muốn, nhưng luôn vẫn thấy thiếu gì đó. Lòng tôi khao khát điều gì đó thật hơn và sâu sắc hơn. Đó chính là khao khát sự sống. Đức Chúa Giê-xu nói về vấn đề khao khát sự sống khi Ngài tuyên bố
ta là sự sống. Có nhiều điều trong cuộc sống đã cướp đi sự sống mà Chúa đã định trước. Sợ hãi, bất an, nghiền ngập, tội lỗi, tuyệt vọng. Chúa không muốn chúng ta sống như thế. Đức Chúa Giêsu nói, ta đến để mang cho con người sự sống và sự sống dư dật. Dù bạn có thấy thiếu hay không, cuộc sống có Đức Chúa Giêsu sẽ khác hẳn khi không có Ngài. Ngày xưa tại nước Anh xa xôi có một cậu bé tên là Nicky. Hồi đó xưa đến nỗi chiếc tivi phi trong nhà cậu thì to cồng kềnh, lại chỉ có màu đen và màu trắng, bạn có tin nổi hay không? Tệ hơn nữa, tivi phi chỉ có 3 kênh, thậm chí màn hình tivi phi thì cứ bị nhiễu liên tục, không nhìn thấy gì cả. Gia đình họ mới phát hiện ra rằng nhìn rõ hơn khi mà họ đứng cạnh tivi phi, và họ đặt tay phía sau tivi phi, rồi lại đứng trên tấm lót sàn cũng như vậy. Hồi đó là trận chung kết World Cup 1966. Lúc đội Anh sắp ghi bàn, màn hình nhiễu chẳng thấy gì cả. Ai cũng tức điên người lên. Rồi Nicky phát hiện ra có dây cắm anten nằm phía sau tivi phi. Dây cáp ra khỏi tường, nó đến dặn anten trên mái nhà. Cậu ấy chỉ cần cắm lại dây cáp mà thôi. Giờ thì cả nhà có thể xem trận đấu với màn hình cực kỳ rõ nét. Và từ đó mỗi lần xem tivi không bao giờ như trước nữa. Đời sống có Đức Chúa Giêsu giống như lần đầu xem màn hình rõ nét vậy. Tôi nhớ rõ thời điểm quyết định tin Đức Chúa Giêsu. Đó là ngày 2 tháng 8 khi tôi lái xe từ nhà bạn về. Nhiều tháng tranh chiến với câu hỏi về Chúa và cuộc đời. Nhiều lúc tôi thấy dường như mình đang vật lộn với chính Chúa vậy. Và ngày hè đó tôi đã quyết định đầu phục Chúa. Nước mắt giàn giụa, tôi nói với Chúa rằng tôi muốn theo kế hoạch của Ngài cho cuộc đời tôi, và tôi muốn bắt đầu xây dựng tình bạn với Đức Chúa Giêsu. Từ đó cuộc sống của tôi thay đổi không ngờ. Tôi được giải thoát khỏi sức nặng của sự tuyệt vọng và tội lỗi. Tôi thấy thanh thản vô cùng và niềm vui dâng trào trong lòng. Tôi thấy mình được Chúa yêu thương, và từ đó tôi không bao giờ như trước nữa. Nếu bạn sống 70 tuổi, thời gian của bạn được sử dụng như sau. Bạn sẽ dành 20 năm và 3 tháng để ngủ, 10 năm và 5 tháng để xem tivi, 7 năm và 6 tháng để ăn uống, 5 năm và 9 tháng dành cho việc đi lại, 18 tháng xếp hàng và 6 tháng dừng chờ đèn đỏ. Đáng cảnh báo khi có một số người trong chúng ta dành nhiều thời gian chờ đèn đỏ hơn là nói về những vấn đề quan trọng đức tin và cuộc sống. Chúng ta sẽ dành ít thời gian để đưa ra những câu hỏi lớn nhất của đời sống, khám phá về cuộc đời và những lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu. Bạn còn khoảng 75.000 giờ nữa để sống, và chúng ta muốn mời bạn dành chưa đến 24 giờ cho hành trình Alpha.